hậu Hồ Hèn Nhê chia sẻ sự thật về xét đồ 40.000 gây tranh cãi, khiến ai cũng choáng. Mới đây, Hồ Hèn Nhê đã có chuyến trở về quê để báo công khi lọt vào top 5 Miss Universe 2018. Hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ và bản làng, thế nhưng Hồ Hèn Nhê vẫn dành thời gian để có một số công việc quan trọng. Mới đây trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, Hồ Hèn Nhê đang gây tranh cãi bởi xét đồ khá đơn giản. Nhiều người nói rằng có vẻ hôm đấy stylist của cô đi vắng, nên hoa hậu mới miss một xét đồ gồm áo t-shirt, quần jean và giày thể thao như vậy. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồ Hèn Nhê đã hài hước chia sẻ về xét đồ của mình đang mặc. Hoa hậu chia sẻ, có phải mọi người đang bàn tán về bộ đồ này của Hèn chăng? Hèn sẽ không buồn đâu nè, vì sự thật đằng sau nó là vậy mà. Cái áo chắc khoảng 40.000 ngoài chợ của em gái mình, treo trong tủ mình mượn nhỏ mặc. Lý do có một đợt dùng hết đồ, đem đi cho hết, rồi nên cái áo thun đơn giản để mặc cho gần gũi cũng không có. Cái áo khoác của anh trợ lý đẹp trai, do thời tiết về tối lại lạnh. Cái quần, cái đồ dài, dính toàn đất đỏ vì đi tham dự thực tế, dị, suối, đốt lửa trại, rồi xuống đi tới một buôn khác, với cái đất đỏ và bụi của Đắk Lắk thì chuyện sạch sẽ là rất khó. Cũng muốn thay đồ cho đẹp, nhưng người thì dơ, chui vào một bộ đồ xinh đẹp của nhà thiết kế thì hơi tiếc. Còn chuyện tới còn phải trả lời phỏng vấn, các bạn fan tới xin chụp hình riêng còn không có thời gian dành cho các bạn nữa. Đấy là giải thích thôi chứ thực tế mình vẫn thấy mình quá lạc quan, thấy bình thường có đồ mặc là được. Qua sự việc thì mình cũng sẽ cân nhắc, đi mua thêm nhiều quần áo nữa. Cũng lâu rồi chưa đi shop đồ thường ngày, ai chỉ hên mấy cái shop có đồ mới về đi, ngoại trừ trung tâm thương mại nha. Lời chia sẻ hài hước của Hèn Nhê đã nhanh chóng khiến người xem phải phì cười. Thì ra là cô nàng lo sợ việc diện đồ stylist sẽ bị dơ nên mới lựa chọn xách đồ gây tranh cãi như vậy. Cận cảnh cuộc sống đời thường giản dị của Hèn Nhê cùng buôn làng đốt lửa trại, múa cồng chiêng. Đêm hội buôn làng được dân làng tổ chức vào tối 7 tháng 1 để chúc mừng Hoa hậu Hồ Hèn Nhê lập kỳ tích lọt top 5 cuộc thi Miss Universe. Đêm hội quy tụ hàng trăm người dân ED và người Kinh tham dự. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê cùng dân làng đốt lửa trại giúp sưởi ấm bầu không khí lạnh giá của cao nguyên về đêm. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê lễ phép bên một vị già làng khi chào hỏi người dân. Cô có một ngày dày đặc sự kiện với việc đến thăm Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện và tham gia hội thao vào buổi chiều. Hoa hậu chỉ được nghỉ ngơi ít tiếng vào buổi chiều tối. Tiếp đó, Hồ Hèn Nhê cùng trẻ em và những người trẻ ở làng nhảy múa trong vũ điệu cồng chiêng rộn rã. Người dân ở buôn đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ, ca hát và chơi đàn truyền thống rất công phu để chào mừng Hoa hậu. Trẻ em ED mặc trang phục dân tộc truyền thống chụp ảnh cùng Hồ Hèn Nhê. Hoa hậu về quê khá thường xuyên, nhưng đây là một dịp đặc biệt. Lần đầu tiên cô về quê khi vào top 5 Hoa hậu Hoàng Vũ, nên gia đình cô có mở tiệc thiết đãi hàng xóm, người thân. Sau đó, Hồ Hèn Nhê dẫn đầu đoàn gồm các thiếu niên và giới trẻ nhảy múa xung quanh đám lửa trại để khuấy động không khí đêm hội. Trở về nhà, Hoa hậu trang điểm theo phong cách trẻ trung, gần gũi. Một năm sau khi cô đăng quang Hoa hậu, ngôi nhà gỗ của gia đình cô ở buôn cũng không có nhiều thay đổi so với trước đây. Hồ Hèn Nhê dự định sửa nhà trước Tết để bố mẹ có chỗ ở khang trang hơn. Trước đó vào buổi chiều, Hồ Hèn Nhê đóng vai trò trọng tài và hạt náo viên trong ngày hội thao của buôn làng. Cô khuấy động đám đông bằng sự vui vẻ và hoạt bát của mình. Hoa hậu cổ vũ cuồng nhiệt cho cả hai đội trong màn kéo co rực lửa. Ngày hội thao diễn ra tại sân vận động ngay trước ngôi trường trung học cơ sở của buôn làng. Sân vận động nổi bật với màu đỏ ba gian của Tây Nguyên. Bất cứ lúc nào, Hoa hậu cũng thể hiện tinh thần tràn đầy năng lượng. Cô tỏ ra thoải mái khi được trở về buôn làng của mình. Cô mô tả buôn làng như một nơi thân thuộc, nơi ai cũng quen biết và quan tâm đến nhau. Mặc dù vậy, với lịch trình dài đặc, đến tối muộn, Hồ Hèn Nhê cũng không giấu được sự mệt mỏi khi kết thúc một hành trình dài. Sau Hoa hậu Hoàng Vũ 2018, tên tuổi của Hồ Hèn Nhê trở nên nóng hơn và cô cũng rất đắt xô. Chuyến trở về buôn làng đặc biệt bằng xe công nông của Hoa hậu Hồ Hèn Nhê khiến ai cũng choáng. Với thành tích top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông trong và ngoài nước, liên tục được báo chí, khán giả quốc tế khen ngợi. Đúng một năm đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, Hồ Hèn Nhê trở về quê nhà với nhiều cảm xúc trong lòng. Lần này cô trở về với thành tích top 5 Miss Universe 2018. Hai lần trở về quê đều mang lại cho Hồ Hèn Nhê những cảm xúc khác nhau, cùng sự chào đón nồng nhiệt từ người thân và khán giả Đắk Lắk. Vào chiều ngày 7 tháng 1, người dân tại quê cô đã sử dụng xe công nông để chào đón Hồ Hèn Nhê trở về như một năm trước. Bà con có mặt rất đông để chuẩn bị đón chào niềm tự hào của tỉnh nhà.
Xuất hiện với nụ cười tươi rạng rỡ cùng bộ trang phục dân tộc Ede, Hơ Hen Nhê không giấu được sự xúc động trước sự chào đón của mọi người. Đồng bào tại xã Cư Xuê và người dân khắp nơi chào đón sự trở về của top 5 Miss Universe 2018. Một năm trước, Hơ Hen Nhê được người dân đón về buôn trên chiếc xe công nông, thì một năm sau, người đẹp Ede muốn tự trải nghiệm bằng cách lái xe công nông trở về nhà. Hoa hậu Hơ Hen Nhê sẽ có 3 ngày hoạt động tại Đắk Lắk. Ngày 7 tháng 1, cô sẽ gặp gỡ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân huyện Cư Ma và tham gia một số hoạt động tại buôn làng. Hoa hậu Hơ Hen Nhê, vẻ đẹp tâm hồn của nàng Cinderella Việt Nam khiến ai cũng thán phục. Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Hơ Hen Nhê làm nên kỳ tích cho nhan sắc Việt tại đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh Miss Universe 2018. Người không hài lòng nhất có lẽ là tân hoa hậu Hoàng Vũ người Philippines, bởi cô gái đến từ Việt Nam đã chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông toàn cầu thay vì chủ nhân của vương miện Katrina Gray. Khán giả quốc tế gọi Hơ Hen Nhê là nàng Cinderella của Việt Nam. Họ trầm trồ khi biết xuất thân của Hơ Hen Nhê là người dân tộc thiểu số, sinh trưởng trong một buôn làng Ede nghèo khó kém phát triển. Họ lần tìm lại những clip cũ của Hơ Hen Nhê, xem cô ngồi bệt xuống đất cùng các thành viên trong gia đình, lấy tay bốc đồ ăn từ mâm cơm đạm bạc hay đi dép lê, phát cùi trên lưng vào sâu trong bản, tặng đồ cho các gia đình khó khăn, rồi trầm trồ ngưỡng mộ một vẻ đẹp hồn hậu và tự nhiên mà không một thí sinh hoa hậu nào có được. Nhưng công chúng Việt Nam ngưỡng mộ Hơ Hen Nhê không hoàn toàn vì những điều ấy. Người ta nhìn thấy ở Hơ Hen Nhê những phẩm chất ít khi bắt gặp ngoài đời, những phẩm chất thường chỉ có trong sách vở giáo huấn, bài giảng đạo đức, những phẩm chất mà người ta nói với nhau rất nhiều, cổ động thực hành với đồng đảo nhưng hiếm người thành công. Với Hơ Hen Nhê, những phẩm chất ấy chảy trong dòng máu đại ngàn thuần khiết mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào. Trong phần trả lời ứng xử tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017, Hơ Hen Nhê nói sẽ dành 70% tiền thưởng làm từ thiện. Đó không phải là câu nói cao hứng, và dù cho đó là câu nói trong lúc cao hứng, thì Hơ Hen Nhê vẫn thực hiện, bởi người Ede của cô không biết nói dối, không có từ nói dối trong từ điển tiếng Ede. Trong thực tế, Hơ Hen Nhê đã dành 100% tiền thưởng để làm từ thiện, chứ không phải là 70%. Trở về nước sau khi đạt thành tích tại Miss Universe 2018, Hơ Hen Nhê được nhiều nhà tài trợ thưởng nóng với số tiền lên đến cả tỷ đồng. Thay vì dùng số tiền đó để chi tiêu cho bản thân và gia đình hay làm vốn dắt lưng, Hơ Hen Nhê tuyên bố sẽ dành 100% cho các dự án cộng đồng. Cô bảo, mẹ em dạy, được gì cho thì nên đem cho người khác. Cô bảo tiền thưởng không phải do sức lao động mình làm ra nên em sẽ cho đi. Cô bảo cô không lo không có tiền, bởi cô hoàn toàn có khả năng kiếm ra tiền bằng chính sức lao động của mình. Một mẫu chuyện nhỏ thú vị khác mà nhiều người thường không để ý, nhưng nó thể hiện thái độ vô thường của Hơ Hen Nhê với tiền bạc. Đó là việc cô đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để xây nhà cho cậu ruột vì lời hứa thừa thớ ấu. Rằng cậu cho cháu ăn khoai đi, sau này cháu xây nhà cho cậu. Cần nói thêm rằng cô gái ấy chưa bao giờ dám mua một món đồ gì cho riêng mình với giá 10 triệu đồng. Mới đây thôi, stylist của Hơ Hen Nhê còn tiết lộ lý do hoa hậu mất rất nhiều phụ kiện trang sức sau 2 tuần chinh chiến Miss Universe 2018. Hóa ra không phải do vô ý làm mất, mà Hơ Hen Nhê toàn tự tay đem cho các bạn thí sinh. Mỗi khi diện món đồ đẹp mắt, được mọi người trầm trồ, Hơ Hen Nhê lại không ngại tháo ra tặng cho cô bạn vừa khen mình. Hơ Hen Nhê là hoa hậu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay cho một đấu trường nhan sắc quốc tế. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của ekip đứng sau Hơ Hen Nhê, vạch chiến lược từng đường đi nước bước cho cô với số tiền bỏ ra lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, chính giám đốc Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam cũng tiết lộ, Hơ Hen Nhê thường xuyên tự đưa ra quyết định trái ngược với định hướng của ekip hay các huấn luyện viên. Được chuyên gia hàng đầu Philippines huấn luyện catwalk, nhưng Hơ Hen Nhê kiên quyết giữ lối đi riêng của mình và cô đã chứng minh điều cô chọn là đúng. Hơ Hen Nhê cũng quyết định từ chối việc học tiếng Anh để dành thời gian cho các kỹ năng khác, do cô không thể cùng lúc tập trung cho nhiều mục tiêu. Hơ Hen Nhê thậm chí sẵn sàng chiến tranh lạnh với giám đốc quốc gia vì bất đồng quan điểm. Ngay cả việc cô dùng tiền thưởng cho ai, làm gì, Hơ Hen Nhê cũng tự quyết định mà không xin ý kiến của bất kỳ ai. Một cách rất đơn giản, nếu Hơ Hen Nhê thấy đúng, cô sẽ tự quyết định những điều liên quan đến mình. Như cách cô kiên quyết say no với việc lấy chồng ở tuổi 14 theo lời khuyên của bố mẹ, mà đi học tiếp cấp 3 và đại học. Dù người Ed vốn rất trọng chữ hiếu và trọng truyền thống, nhưng Hơ Hen Nhê đã may mắn có được người mẹ tôn trọng các con của mình, chỉ đưa lời khuyên chứ không ép buộc. Dân tộc Ede theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ làm chủ gia đình và có quyền tự quyết rất cao. Hơ Hen Nhê được thừa hưởng phẩm chất nữ quyền ấy từ trong dòng máu Ede của mình. Đó là lý do cô không bao giờ kêu gọi nữ quyền,
nhưng lại thể hiện đầy đủ quyền lực của một người phụ nữ tự do. Đó là quyền lực mà bất kỳ ai cũng có thể tự phong tặng cho chính mình. Người phụ nữ có quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của cô ấy chính là người phụ nữ thành công. Đó cũng là điều mà người phụ nữ của thế giới văn minh luôn khao khát và tự mình trói buộc mình trong những định kiến xã hội để không thể đạt được khao khát ấy. Hồ Hèn Nhê đã làm được, còn bạn thì sao?